Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bảo Ren. Ngày hôm nay thì mình chỉ có đi một mình thôi. Mình nghĩ là mình nên tâm sự với các bạn một chút xíu là lý do tại sao mà ngày hôm nay mình chỉ có đi một mình. Chung nhỏ vừa rồi gặp một tai nạn. Thật ra đây không hề là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Đêm ngày hôm qua, khi mà rơi vào tầm 5 giờ sáng và Chung nhỏ bị một cái sinh vật nào đó đã kéo chân Chung nhỏ và khiến cho Chung nhỏ bị chuột rút. Nói chung là cái xương nó dính vào cái khớp. Thì mình đã dẫn cho Chung nhỏ vào bệnh viện sáng nay. Và mình không biết rằng là cái tình trạng đó nó sẽ bị gãy chân hay là nó bị như thế nào hay không nữa. Nhưng mà mình mong là cái trường hợp tốt nhất nó sẽ là trường hợp tốt nhất. Cho nên là ngày hôm nay mình không có ở đây. Và đáng lý ra là ngày hôm nay mình cũng ở trong bệnh viện để mình chăm sóc cho Chung nhỏ luôn, chứ mình không có quay cho các bạn xem. Nhưng mà Chung nhỏ kêu là thôi, mình cứ quay cho các bạn xem đi. Tại vì trưa ngày hôm nay anh em của tụi mình phát hiện một hiện tượng cực kỳ lạ. Đó chính là dấu chân chó trong nhà mình. Và các bạn biết không, đặc biệt là ngay dấu chân chó đó nó lại có 4 cái viên này. Anh em deep web của mình á, là đã gặp 4 cái viên này rất là nhiều ở hiện tượng chân chó rồi. Và 4 viên này sẽ giúp cho mình phát hiện được một sinh vật là chó. Mình nói có vẻ nó hơi lủng củng, nhưng mà các bạn biết là chó tức có nghĩa là gì không? Một là ma chó. Chẳng lẽ trong nhà mình có ma chó mà nó lại kéo Chung nhỏ như vậy? Chắc chắn cái người kéo chân không hề là ma chó rồi các bạn ơi. Tại vì ma chó không kéo chân nha. Thường kéo chân sẽ là ma da hoặc là quỷ đói nó mới kéo chân được các bạn ơi. Còn thường á, nếu mà hiện tượng mà chân chó thì mình nghĩ á, một là ma chó, hai là cartoon dog. Mình trước đây mình đã không muốn chơi cartoon dog, tại vì rất là nhiều bạn nói với mình là kêu là anh ơi triệu hồi cartoon dog đi. Nhưng mà thật ra các bạn biết không, cartoon dog nó khá là nguy hiểm, cho nên là mình không có muốn đụng vào. Nhưng mà hên quá là ngày hôm nay anh em của tụi mình đã lấy được 4 viên này. Thì nếu đúng như nghi thức á, nếu đúng như nghi thức về 4 hạt nảy mầm này á, thì mình sẽ làm được một nghi thức, đó chính là nghi thức bắt được dấu hiệu của nó. Một hạt này, khi mà các bạn chôn một hạt này ở một vị trí nào đó là các bạn có thể bắt được một cái dấu hiệu của nó ở ngay chỗ đó. Và mình không hiểu tại sao hồi nãy mà mình đi tìm cái vị trí để mà mình chôn cái hạt này nè các bạn. Thì tự nhiên khi mà mình đến cái con hẻm này nè, tự nhiên á, cái xe của mình nó bị ngã. Đâm ra là mình sẽ chọn cái vị trí này là cái vị trí mình quay luôn. Nhưng mà còn một điều nữa, đó chính là các bạn, nếu mà các bạn nghe, để ý các bạn nghe xung quanh, các bạn có thấy là xung quanh đây người dân rồi người ta mở nhạc, các bạn thấy không? Nè, các bạn thấy người ta hát karaoke bên đây không? Thật ra hiện tại bây giờ là đang là 6 giờ chiều. Và nếu mà mình quay ngay hiện tại là mình sẽ không thấy một bất cứ hiện tượng nào hết. Vậy thì làm sao để mà lấy được hiện tượng đó? Nếu mà đúng như theo nghi thức thì 12 giờ đêm nay mình sẽ mở lại video những cái cảnh mình quay cho các bạn xem. Ok chưa? Còn bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đặt cam. Mình sẽ đặt hết cái khúc này luôn. Mình không hiểu lý do tại sao nãy mình chạy, cái tự nhiên cái xe của mình nó bị ngã ngay cái khúc này luôn. Ngã ngay cái đường hẻm này và bắt buộc mình phải vô đây mình quay. Ok, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem luôn nha. Hạt giống đầu tiên mình sẽ chôn tại chỗ này và hiện tượng nó sẽ xuất hiện ở trong cái view này nha các bạn ơi. Và mình mong là nó sẽ thành công. Mình sẽ bỏ một hạt mầm ở trong đây. Mình sẽ nói cho các bạn biết cái hạt mầm này á, là nó có mùi của thịt bò. Mình không hiểu lý do tại sao. Ok, mình sẽ ghi lại cái view này nha các bạn. Nếu cái view này nó có hiện tượng vào trong 12 giờ đêm hôm nay thì mình không biết là dấu hiệu của con chó này nó có phải như mình dự đoán là cartoon dog hay không, hay nó là ma chó nha các bạn.
Nhưng mà mình nghi khả năng á là nó sẽ là ma chó. Tại vì ma chó nó rất là dễ xuất hiện, còn cartoon dog rất là khó xuất hiện. Đây chính là cái build thứ hai. Mình muốn bắt nguê một cái đoạn đường dài này thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng gì. Và mình sẽ để một hạt mầm, mình chôn ở chỗ này. Ok, mình đã chôn xong. Và mình thử quay thử 10 giây xem có hiện tượng gì không nha anh em. Hiện tại bây giờ chỉ là 6 giờ sáng thôi, trời rất là sáng. Cho nên là người dân ở đây mình thấy là đa phần là người ta vẫn đi qua đi lại, âm thanh khá là ồn ào. Nhưng mà mọi người đều không biết rằng 12 giờ đêm nay là nó sẽ xảy ra hiện tượng ở khu vực này. Rồi, mình nghĩ vậy là đủ rồi đúng không các bạn? Đây sẽ là góc view thứ ba. Cái góc view này là mình muốn lấy ở cái chỗ này, xem coi là nó có xảy ra hiện tượng gì hay không nha. Mình nghĩ là mỗi một hạt mầm này nè, nó sẽ xảy ra một hiện tượng gì đó. Ok, các bạn đợi nha. Mình nghĩ là chỉ cần rơi vào tầm 10 giây thôi là nó sẽ xuất hiện. Nếu thường thường cái tỷ lệ của hạt mầm này nó sẽ xảy ra hiện tượng, nó rơi vào đâu tầm cỡ hơn 80%. Và hạt mầm này là anh em của tụi mình cũng có, mình thấy ở trên deep web bán rất là nhiều. Hình như là mỗi một hạt mầm này rơi vào tầm 20 cho đến 30 đô. Đây nè, cái hạt mầm này nè. Đó. Và mỗi một hạt mầm này phải tùy xem là cái lúc mà hiện tượng nó ngay chỗ đó nó là cái gì. Tại vì anh em của tụi mình gặp là hiện tượng chân chó, cho nên là có hạt mầm ngay chỗ đó vì chứng tỏ là hiện tượng này nó liên quan đến ma chó hoặc là các tung dog gì, mình nghĩ là vậy. Hoặc là liên quan đến gì đến, có khi nào là smile dog không. Đây là cái góc thứ tư. Đây sẽ là góc cuối cùng mình sẽ chôn cái hạt mầm này. Và mình nghĩ là hạt mầm này thì mình sẽ chôn ở trong cái đống cát này luôn các bạn ha. Rồi. Và mình nói với các bạn trước luôn nha, đó chính là hiện tượng nó chỉ xảy ra khi mà mình coi lại video vào 12 giờ đêm. Hiện tại thì mình nghĩ là hiện tại thì nãy giờ kể cả mình nhìn bằng mắt thường á mình cũng không có thấy. Và lý do tại sao mà mình chỉ quay cái hạt mầm này rơi vào tầm cỡ 10 giây, tại vì cái hiện tượng thường thường cái hạt mầm này nó là hạt mầm gợi lại ký ức. Nó gần như là giống kiểu nó tạo cho mình một cái dấu hiệu gì đó, chỉ có hiệu nghiệm là 10 đến 15 giây các bạn. Và thường thường cái hiện tượng rất là nhanh nha, cho nên là mình không thấy được. Ok, mình nghĩ vậy là đủ rồi đấy. Mình tắt nha các bạn ơi. Mình vừa mới về đến nhà và mình vừa copy ra 4 cái video mà hồi nãy mà mình quay. Thì mình nói với các bạn luôn là hiện tại á là video là mình quay vào lúc 6 giờ chiều. Đây các bạn có thể coi, người ta còn mở nhạc ngoài các bạn nghe không? Đấy, rất là bình thường. Nhưng mà đến khuya thì nó khác nha các bạn. Anh em của tụi mình có đây, đây chính là áo khoác của anh em của tụi mình, áo Slenderman và áo Siren Hit. Và mình đang mặc cái áo là Godzilla. Thì mình còn một áo Chip the Killer. Cái áo Chip the Killer rất là đẹp nha các bạn. Ok, mình sẽ bán áo khoác và cập nhật sau. Thì các bạn nào có tiền muốn mua thì các bạn cứ đợi một thời gian nha. Và mình quên nói với các bạn nữa, đó chính là mình có một cái nhóm tên là Renny Khám Phá Bóng Tối ở trên Facebook. Bạn nào chơi Facebook á, các bạn vào cái nhóm đó, mình nghĩ là mình sẽ ghim cái nhóm đó, link, đường link vô nhóm đó nào phía dưới comment. Các bạn xuống dưới comment, các bạn xem thì các bạn sẽ thấy được cái link của cái nhóm đó. Còn bây giờ, 4 cái video hồi nãy, đây, mình đã quay xong rồi. Bây giờ mình thử mở lên thử nha. Mình mở lên thử mình coi xem là có hiện tượng gì hay không nha các bạn. Hạt giống đầu tiên mình sẽ chôn tại chỗ này và hiện tượng nó sẽ xuất hiện ở trong cái mình sẽ này. Xem trước xem coi là nó có hiện tượng gì không nha các bạn ơi. Không, cái lúc mà mình bỏ vô cơ các bạn, cái lúc mà mình bỏ vô thì nó mới xảy ra hiện tượng nha. Khi làm cái view này nha các bạn, mình sẽ nhìn kỹ thật kỹ là xung quanh xem có gì không nha. Hiện tượng vào trong 12 giờ đêm hôm nay thì mình không biết là dấu hiệu của các bạn hãy để ý nha. Không có một cái gì nha. Mình dự đoán là cartoon dog hay không hay nó là ma chó nha các bạn. Nhưng mà mình nghi khả năng á là nó sẽ là ma chó. Hình như là ma chó nó rất là dễ xuất hiện, còn cartoon dog rất là khó xuất hiện.
không có cái gì cả các bạn nha, không có cái gì luôn. Ok, mình chỉ lấy bằng vậy mình thôi không à. Thấy một hiện tượng nào hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với video thứ hai. Video thứ hai là mình đặt ở cái góc này. Đây chính là cái view thứ hai. Mình muốn bắt nguyên một cái đoạn đường dài này thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng. Ok, kia. Mình sẽ qua nha. Đấy, cái khúc mà mình chôn xong nó mới có hiện tượng nha các bạn. Đây là mình chôn xong nè. Và mình thử quay thử 10 giây xem có hiện tượng gì không nha anh em. Hiện tại bây giờ chỉ là 6 giờ sáng thôi, trời rất các là sáng. Các bạn nghe, không phải 6 giờ sáng, 6 giờ chiều, mình nói nhầm đó các bạn. Thấy là đa phần là người ta vẫn đi qua đi lại. Âm thanh khá là ồn ào. Ok, vẫn nhưng không có hiện tượng gì nha các bạn ơi. Mọi người đều không biết rằng 12 giờ đêm nay là nó sẽ xảy ra hiện tượng ở khu vực này. Cái 12 giờ đêm á là nó xảy ra là trong vậy là đủ rồi đúng không các bạn? Trong video của mình thôi nha các bạn. Chứ nó không có xảy ra ở chỗ đó đâu. Ok. Để cái góc thứ ba mình đã chôn chưa? Rồi mình đã chôn rồi các bạn nha. Ok, các bạn đợi nha. Bây giờ mình thử xem có hiện tượng gì không nha. Rơi vào tầm 10 giây thôi là nó sẽ xuất hiện. Nếu thường thường cái tỷ lệ của hạt mầm này nó sẽ xảy ra hiện tượng nó rơi vào đâu tầm cỡ hơn 80%. Và hạt mầm này là anh em của tụi mình cũng có mình thấy ở trên deep web. Cái hạt mầm này có bán ở trên deep web nha anh em. Hình như là mỗi một hạt mầm này rơi vào tầm 20 cho đến 30 đô. Đây nè, cái hạt mầm này nè. Đó. Và mỗi một hạt mầm này phải tùy cái gì. Tại vì anh em mình gặp này nó liên quan đến hình như là mình không thấy cái gì ở nói chung là mình nhìn rất là kỹ thì mình không thấy cái gì nha anh em ơi. Bây giờ sẽ đến với video cuối cùng. Hàng góc cuối cùng. Đó, mình chôn vào chỗ đó. Xong rồi bây giờ mình thử đi ra nha. Và mình nói với các bạn thường thường là cái hiện tượng này nó xảy ra rất là nhanh. Xảy ra khi mà mình coi lại video vào 12 giờ đêm. Tại thì lý do tại vì cái hiện tượng thường thường cái hạt mặt như là giống kiểu nó tạo cho mình một cái dấu hiệu dịch hiệu nghiệm của rồi đấy. Mình tắt nha các okay, bạn. Ok ok. Vậy là như các bạn đã thấy đó chính là 4 video này mình copy ra và hiện tại là 6 giờ chiều và hoàn toàn không có hiện tượng gì hết. Và theo đúng như nghi thức của nó là 12 giờ khuya mình sẽ coi lại 4 cái video này. Đây, coi là 4 cái video này. Nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn có thể biết đây là video 15763, 15764, 15766 và 15767. Ok, khuya nay, đợi 12 giờ đêm nay, mình sẽ coi lại thử 4 cái video này xem có điều gì xảy ra hay không nha các bạn. Và cuối cùng, 12 giờ đêm đã đến. Và sáng đến giờ mình rất là nôn nóng đến cái thời này, đến cái thời gian này. Bởi vì mình sẽ cho các bạn xem là cái video nó sẽ hiệu nghiệm như thế nào. Bây giờ nếu mà các bạn không tin đây là 12 giờ đêm thì mình có thể kiểm chứng cho các bạn biết là bây giờ ngoài trời là không còn ai, kể cả một cái tiếng gì đó hay một cái gì đó là dường như là không còn luôn. Đó, im phăng phắc luôn. Rồi. Và mình sẽ vô cho các bạn xem. Mình mong là cái hiện tượng này nó sẽ hoàn thành. Đây, nếu mà các bạn không tin là 12 giờ thì mình có thể chứng cho các bạn coi. Đây nó chính là 12:18. Đó, các bạn tin chưa? Còn nếu mà các bạn chưa tin thì mình đi qua bên máy này cho các bạn xem luôn. Mình không có rảnh mà mình chỉnh thời gian nó tùm lum đâu các bạn ơi. Đây các bạn nè, nhìn nè, 12:21. Đó, nó chênh lệch vậy thôi. Điện thoại của mình đúng không? 12:21. Đúng là 12:21 nha các bạn. Đó. Thì ok, anh em của tụi mình sẽ qua và xem thử như thế nào. Và các bạn nhớ hồi sáng không? Hồi sáng là mình có tổng cộng 4 cái video. Đó chính là video GH015763, 764, 766 và 767. Ok, mình sẽ test với cái video đầu tiên, đó chính là video 15763 nha. Mình xem thử nó sẽ như thế nào nha các bạn. Cái khúc đầu khi mà mình nói chuyện thì nó không có đâu. Cái khúc mà bắt đầu mình chôm á các bạn ơi. Ok, sau khi mình chôm là thường thường nó mới sẽ xuất hiện nha các bạn. Ôi, ôi. Nếu cái view từ 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 vào trong 12 giờ đêm hôm nay thì what hơi mình không ơi cái video này khi mà mình nói á là mình hoàn toàn mình không hề biết nó có cái gì nha, nhưng mà mỗi lần mà cái màn hình này nó bị chợp xuống là mình các
bạn, là hình như có một cái bóng gì đó các bạn, là từ 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 đó 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 đây là đây là đây là cái view này từ 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 có hiện tượng vào trong 12 giờ đêm hôm nay. Thấy không các bạn, thì đây là một cái bóng u mình, và mình có thể thấy rõ nó nhất ở chỗ này luôn. Ok, từ từ mình không xem hết video là dấu hiệu của con chó này nó có phải như mình dự đoán là các thun đót hay không. Từ 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 từ, mình thấy có một cái bóng, và cái bóng này nó kiểu là nó rất là mờ. Ok, mình thử tua, tại vì mình video cho nên mình thử tua được nha các bạn ơi. Đây cái khúc mà khi mà mình bỏ xuống nè, đúng không, mình để ý là cái khúc mà hình như là cái khúc mà màn hình đó, màn hình bị tối rồi nè, từ 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 đó màn hình bị tối. Ui, đây nha các bạn, đây nha, đây nè, đây nó là một cái con gì đó. Từ từ lúc này thì mình thấy nó là một, nó có một cái con gì, đúng không? Hình như mỗi lần chớp màn hình là mình thấy đây nè các bạn. Nếu mình đoán không lầm thì có thể đây là hai cái tay, hai cái chân, và cái mặt của nó đang cười. Rất là sao giống cái con cát thun cát đó nhỉ? Hay là mình có nhìn nhầm con cát thun cát không các bạn? Wow! Hút đi. Quy. Nè. Ở đây thì các bạn có thể nhìn rõ đây là hai cánh tay của nó và cái miệng của nó đây nè anh em ơi. Ui ghê, hình như nó chạy qua cái gì anh em ơi. Hôm nay thì đúng là nó chạy qua rồi mọi người ơi, dấu hiệu. Ok, vậy là coi như là cái video đầu tiên là anh em của tụi mình sẽ có cái đó. Vậy còn video thứ hai thì anh em của tụi mình sẽ tìm được cái gì nha. Hãy thử 10 giây các bạn đợi nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ chỉ là từ mình đoán không lầm là hình như trên tường đó. Đúng rồi, trên tường các nó vừa xuất hiện. Hiện tại bây giờ chỉ là 6 giờ sáng thôi, trời rất là sáng. Cho nên là người dân ở đây mình thấy là đa phần là người ta vẫn đi qua đi lại. Âm thanh holy sh. Cái đó chính là cái dấu, cái đó chính là cái dấu chân chó, cái dấu chân chó mà anh em của tụi mình. Ở nhà anh em của tụi mình luôn. Từ từ mình cho các bạn xem nha. Khá là ổn. Cái dấu chân chó. Nhưng đây mà nè, đây nè. Mọi đây người nè, đều bạn thấy không? Biết rằng nào, bắt đầu trên tường không có nha. Nó mất rồi kìa, nó sẽ xảy. Thấy chưa? Với lại mình thấy nó xuất hiện đâu đây nè. Từ từ mình sẽ coi lại và các bạn sẽ thấy rõ là nó sẽ xuất hiện ra. Trên nha anh em. Nha. Hiện tại bây giờ chỉ là 6 giờ sáng thôi, trời rất là sáng. Từ. Cho nên đó, là xuất hiện đây nè. Ở đây mình thấy là đa phần là người ta. Các bạn thấy không? Đấy đấy. Âm thanh khá là ồn ào. Các bạn đợi xíu nha. Hình như chút rồi nó biến mất thì phải. Mọi người đều không biết rằng nó biến mất đúng không? Đó. Đêm nay nó biến mất các bạn ơi. Là nó sẽ xảy ra hiện tượng. Cái này là mình thấy ở bên phía ngoài thì là mình hoàn toàn mình không thấy luôn. Phía ngoài là hoàn toàn mình không thấy. Và hồi sáng mình có coi là video đó rồi và mọi người thấy hoàn toàn là nó bình thường đúng không? Nhưng mà khi mà mình coi lại thì cái này nó không bình thường. Ok, mình sẽ thử đến video thứ ba. Video thứ ba coi là nó có hiện tượng gì. Video thứ ba này thì hiện nếu á thường cái tỷ lệ của mọi người cứ để ý cái tường nha, mọi người cứ để ý cái tường nha. Tượng nó rơi vào đâu tầm cỡ hơn 80%. Cứ để ý cái tường. Và hạt mầm này á là anh em của tụi mình cũng có mình thấy ở trên deep web bán rất là nhiều tầm đô. Đây nè, cái hạt này. Ôi, mình thấy cái này hình như là nó không có cái gì hết anh em ơi. Là hiện tượng chân chó. Mọi người có thấy cái gì không? Hạt mầm ngay chỗ đó. Và chứng tỏ là sao mình không thấy cái gì nhỉ? Vậy mình nghĩ là vậy. Từ từ mình sẽ coi lại thêm một lần nữa nha. Nếu nó rơi vào đâu tầm và hạt có 20 cái hạt mầm này lúc mà hiện tượng chân chó. Cho nên là có hạt mầm. Có cái gì ở đây nè anh em? Có cái gì ở đây nè? Từ từ mình gặp chỗ đó. Đây. Là cái lúc mà hiện tượng nó ngay. Có cái gì ở đây vậy? Nó rất là mờ. Đấy. Các bạn thấy không? Cho nên là có hạt mầm ngay. Các bạn thấy không? Với chứng tư cho nên là có hạt mầm ngay chỗ đó. Nó nhìn nó nhờ. Chứng tỏ là hiện tượng này nó liên quan đến ma chó hoặc là các thun đót vậy, mình nghĩ là vậy, hoặc là liên quan đến gì đấy. Cho nên gặp là hiện tượng. Đây. Khúc này nè. Tại vì anh em của là cái gì? Mọi người hãy để ý. Nó là cái gì? Tại vì anh em của tụi mình. Đó, nó có một cái bóng ở đây nè, anh em thấy không? Chỗ đó nó là cái gì? Tại vì anh em của tụi mình gặp là hiện tượng chân chó. Thấy không? Cho nên chỗ đó nó là cái gì? Ok. Cái khúc này khả năng cao là sẽ rất là ít bạn sẽ thấy. Mình thấy nó có một cái bóng nó đi rất là chậm ở phía này nhưng mà nó rất là mờ. Ok, mình nghĩ mình nếu mà mình sẽ lấy lại video này mình sẽ đăng lên cho các bạn xem, các bạn sẽ thấy cái chỗ đó phải có nồi thịt chứ. Rồi ok, đến video thứ tư.
Chiêu thứ tư này là mình chôn trong cát nha mọi người ơi. Và mình nói với các bạn trước luôn nha, đó chính là mình sẽ chỉnh lại cái tiếng mình nói nhỏ một chút xíu. Và các bạn hãy để ý xung quanh nha, xem là thấy cái gì không. Hiện tại nãy giờ kể cả mình nhìn bằng mắt thường mình cũng không có thấy. Và lý do tại sao mà mình... Ủa có phải là mắt mình bị nhầm hay không hay sao mà mình cảm giác như cái này nó cái Ủa, ấy từ từ ạ. Vừa rồi mình thấy nó màu vàng mà nó phải màu trắng đúng không mọi người? Hay là do mắt mình bị nhầm nha. Oh, holy shit. Cái miếng đất này nó vàng lên à anh em ơi, nó phát sáng lên à, nó phát sáng lên à. Cái hiện tượng thường thường cái hạt mầm này đúng không? Nó vừa phát sáng lên màu vàng đúng không? Hay là do mình bị hoa mắt nhờ? Từ từ mình coi lại thử coi. Hay là do mình bị hoa mắt nhờ? Mình coi lại thêm một lần nữa nha. Đúng rồi. Vãi nồi, khi mà mình bỏ cái hạt mầm vô cái đống cát này thì cái đống cát này nó phát sáng anh em ơi. Cái hạt mầm này nó là đúng không? Đó, đúng rồi, bây giờ nó nhạt lại nè. What the fuck? Ôi, cái đống cát nó phát sáng lên luôn. cái này là mình mới thấy lần đầu đó nha anh em. Cái này là mình mới thấy lần đầu đó các bạn ơi. Ok, vậy các bạn thử mình, vậy là khả năng cao mình thấy rất là giống con cát thun cát luôn. Nhưng mà nếu mà là dấu chân chó, vậy là con cách thun đót chắc rồi các bạn. Con cách thun đót chắc rồi các bạn ơi. Ok, và họ các bạn thấy hiện tượng, và cái hiện tượng của nó rất là nhẹ. Dường như là cái khúc mà nó có cái bóng đi đến gần mình á, là cái đó là ghê nhất rồi. Ok, thì bốn cái viên mầm đó là nó sẽ giúp cho anh em của tụi mình sẽ phát hiện ra được một cái dấu hiệu nhỏ đó. Và các bạn thể thấy đầu tiên đó chính là cái gì? Đầu tiên đó chính là mình thấy cái bóng của nó nè. Cái thứ hai đó chính là mình thấy cái dấu vân tay của nó. Cái thứ ba đó chính là mình thấy một cái bóng rất là mờ. Mình chắc chắn đó là cái bóng của nó luôn. Mình để lại video đó chắc là các bạn sẽ thấy. Và cái thứ tư đó chính là đống cát phát sáng. Lần đầu tiên mình thấy đống cát phát sáng luôn. Ví dụ như cái bóng của mấy con đó thì mình thấy nhiều rồi, nhưng mà cái đống cát phát sáng là một cái cực kỳ ngộ đó nha các bạn. Ok, và nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy để lại một like và đăng ký cho mình. Và cái con cát thun đót này là khả năng là trong thời gian gần mình sẽ triệu hồi nó luôn. Mình sẽ triệu hồi nó cho các bạn xem. Tại vì hả, cái âm khí của nó đang rất là cao rồi. Đây là cơ hội cực kỳ cao để mà mình có thể triệu hồi được nó. Và ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký cho mình. Ok, sắp đến mình sẽ triệu hồi con cát thun đót này cho nha các bạn. Wow.